xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Đinh Xe Trong loạt bài hướng dẫn về Android của blog Star Đinh Xe. mình là Việt. Bài um, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về button và ID, tức là cách lấy ID trên Activity của nó. Thì uh, trước hết là mình muốn nhắc lại với các bạn một số cái phím tắt của Java. Ví dụ như à, với Eclipse, ví dụ như các bạn khi muốn mà thiết lập lại cái cái um, Tức khi các bạn viết code mà nó không không ngay ngắn thì các bạn có thể ấn phím control Shift F để nó tự động căn hàng căn hàng căn lề lại cho bạn. Thì ở trong cái layout của của Android thì nó có rất nhiều các component, ví dụ như các bạn sẽ thấy đây, như form widget này hoặc là ví dụ như text view layout hay là composite ngay bên dưới nó có image, time date, những cái thứ dưới này thì mình sẽ dẫn dần dần thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một cái thành phần rất thường xuyên được sử dụng như cái text view đấy là cái button như ở đây các bạn click vào cái bên trên bên này để chúng ta kéo nó vào trong cái cái layout của chúng ta, ví dụ ở đây. Thì khi này chúng ta ở bên này chúng ta sẽ có một cái một cái form layout như này, rõ ràng như này rồi. Tôi bắt ở đây. Giờ việc đầu tiên chúng ta sẽ text cho nó, ví dụ như a cộng string uh, ví dụ như là BT trên chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ báo lỗi là bởi vì cái file string chúng ta chưa chưa được thêm mới thì chúng ta thêm thêm vào đây. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đặt là cái tên chúng ta đặt là BT trên vì thế mà chúng ta sẽ viết nguyên như này. Vào đây là trên. À, ấn Ctrl Shift S để xếp tất cả những cái file khác nhau lại thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái file à, một cái button ở đây. Tiếp đến chúng ta đặt muốn đặt nó ở giữa thì chúng ta sẽ đặt là Android Layout Gravity Center. Thì hôm nay cái nút lệnh của chúng ta nó nằm ở giữa đúng không? Nó nằm ở giữa như này rồi. Thì đấy là xong cái phần layout ví dụ đơn giản thế. Thì bây giờ chúng ta muốn muốn sử dụng uh, muốn làm như này. Tức là khi mà tôi click vào cái uh, click vào cái nút này, click vào cái nút trên này thì hai cái text này nó sẽ được hoán đổi với nhau. Ví dụ khi click cái thì cái Style and Style Block nó sẽ chuyển lên phía trên. À, đầu tiên là tôi muốn thay đổi cái sâu này một chút Cái file hello này hơi dài thì chỉ để như này thôi Ví dụ như này rồi Thì hôm nay nó hiển thị nó ngắn hơn Ở đây nó hiển thị hello world rồi à, Bây giờ chúng ta quay lên cái file activity này Thì Từng bước một, đầu tiên mình dẫn nói lại một tí về Activity thì ở đây chúng ta có cái Layout Main Thì các bạn muốn sử dụng cái Layout này thì đầu tiên trong cái Activity đấy các bạn phải có một cái phương thức là phương thức Set Content View R Layout Main này Cái R Layout, R đây chính là cái thằng này Cái thằng ở đây Thì bây giờ ở đây chúng ta có cái Layout Main như này thì nó có nghĩa là nó sẽ map vào Giờ chúng ta thử chạy trước à, Chúng ta chạy trước Run as application Chọn một cái này bởi vì mình đang cắm điện thoại vào điện vào vào máy tính nên thành ra nó sẽ hiện hai hai kiểu thì các bạn sẽ thấy đây cái giao diện của chúng ta nó hiển thị ở đây đúng không từ là như này có cái sâu application này cái này chính là application name này tao đây có cái sâu hello world một sâu nữa là start in block và một cái bắt lệnh button change thì tiếp đến là làm thế nào để chúng ta Uh, click vào đây thì nó thay đổi click vào đây thay đổi thì đầu tiên tương tự như những cái thành phần khác thì chúng ta khai báo những cái gọi là những cái thuộc tính ở đây ví dụ như pt change yeah. nhầm button chấm phẩy thì ở đây nó sẽ báo là báo lỗi là nó không hiểu cái gì thì chúng ta sẽ import nó vào import cái button này vào thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ import cái Android widget button đây thì nó nằm trong cái gói uh, trong cái Android này widget ở đây các bạn sẽ thấy ở trong cái widget này nó có rất nhiều cái component khác nhau thì ví dụ chúng ta cần là cần cái thằng button thì đây chính là thằng button mà nó nó import vào là chính là cái thằng này thì nó để vào đây thì sau khi chúng ta có cái button trên nhé xong rồi chúng ta cần hai thằng nữa private Uh, text view text view uh, tv hello dụ như này tiếp đến là private text view tv tv gì nhỉ dụ như này thì đây từ đây chúng ta có có những cái thằng ở đây rồi. bây giờ chúng ta làm nào thì ở trong cái đồng này trong cái chỗ hàm create này, Create này chúng ta sẽ làm là bt trên bằng button. thì để tìm như tôi đã nói phần trước ấy, để tìm những cái component ở trên layout thì chúng ta dựa vào cái gì đấy là chúng ta dựa vào cái id của nó, cái id của cái thằng này. thí dụ ở đây chúng ta có cái id của button là button một thì chúng ta cũng nên trên nó đi thay đổi nó đi Uh, BT trên hoặc là ví dụ như về tech view thứ hai chúng ta có cái tv block hoặc là id của cái tech view thứ nhất là tv hello chẳng hạn giờ chúng ta quay trở lại với cái hàm này thì chúng ta sử dụng cái phương thức gọi là file view uh, by id xin lỗi các bạn ở đây file view by id đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nó như 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 nó sẽ hiển thị ra cái document đây là tìm các cái view tức các component đấy thông qua những cái Uh, ID attribute ở trong file em đã khai báo tức là cái layout của chúng ta thì chúng ta vào đây chúng ta tìm cái gì đấy là tương tự như cái trên thì r chấm id chấm với thì rồi này cho các bạn sẽ thấy là hiển thị ra đây một loạt các đối tượng ví dụ chúng ta đây là B... à, nhầm nhầm xin lỗi các bạn hiển thị ra đây ví dụ như là button một thì chúng ta vào chúng ta kiểm tra lại cái file này trước chúng ta chưa xếp file này thành ra nó chưa hiển thị chấm bt trên đây xóa cái này đây thiếu này nó đã cho phép chúng ta lấy được cái thằng button trên này tương tự như thế thì đối với lại tv hello bằng với tích view cũng file view id thì cũng r id tv uh, hello thì như các bạn thấy ở đây khi chúng ta đặt đặt cùng một tên ấy, thì nó rất dễ để tìm ra những cái đối tượng giống nhau đúng không à, uh, view block bằng text view file view by id và chỗ này ở đây là chúng ta sử dụng cái r chấm id chấm với tv block thì lúc này chúng ta đã thực hiện xong thành công cái việc là à, làm thế nào để chúng ta lấy được các đối tượng này ra tức là chúng ta lấy được cái những cái đối tượng này ra từ cái layout từ cái layout ở đây chúng ta có ba cái id như này và từ đấy chúng ta lấy ra ba cái đối tượng này thì bây giờ nếu mà chạy nếu mà chạy cái cái ứng dụng này chúng ta run chúng ta chạy lại cái ứng dụng này thì liệu khi click đã có cái gì xảy ra chưa thì ví dụ khi chúng ta click này thì nó cũng chưa có gì xảy ra đúng không bởi vì bản thân cái tại tại cái thời điểm này khi mà chúng ta lấy những cái đối tượng từ layout ra tức là chúng ta sử dụng cái phương thức get by uh, get view by id này thì chúng ta chỉ mới lấy cái đối tượng đấy lên activity nhưng mà chúng ta chưa làm gì bất, bất cứ một cái việc gì với nó thì ví dụ ví dụ như các bạn sẽ thấy đây là ví dụ bây giờ tôi mà tv blog nhé chấm text dụ các bạn sẽ thấy đây tôi sẽ xếp một cái sâu là ví dụ như là mỗi block không thôi ví dụ như này thì khi này khi mà tôi run ấy tôi run thì nó sẽ thay đổi à. thì các bạn sẽ thấy là cái sâu star đi xe block này nó sẽ không còn nữa mà nó sẽ thay vào đấy là cái file à, nó cái sâu set text mới cái sâu mà chúng ta sẽ text khi chúng ta on create này thì các bạn sẽ thấy đây, đây cái sâu cái sâu star đi xe nó đã biến mất thì cái sâu còn lại là sâu block Thì tương tự với hàm set text này thì chúng ta có rất nhiều hàm khác nhau ở trong này Thì ví dụ như các loại set ở đây Thì các bạn kéo xuống đây nhìn Ví dụ như là uh, Set background color hoặc là set, set text color chẳng hạn Thì tất cả những cái đấy nó có rất nhiều thứ Ví dụ đây các bạn sẽ thấy set color này Text size này Thì nó có rất nhiều Thì các bạn um, sẽ thay đổi ở chỗ này thì khi các bạn muốn thay đổi thuộc tính của các thành phần thì các bạn thay đổi ở đây kể cả ví dụ như các button này các bạn muốn thêm hình ảnh hay là muốn thay đổi cái tách của nó hiển thị ra thì các bạn cũng ấn sẽ tay ở đây thì cái việc mà để thực hiện được cái việc nút lệnh ấy, thì chúng ta sử dụng cái hàm on click uh, tương tự như trong cái java swing thì chúng ta có cái listen action listener thì các bạn phải add một cái listener như thế, tương tự như thế thì cái button này nó cũng phải add một cái listener như thế à, một cái listener như thế thì cái listener đấy là cái gì thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào bài sau, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo